sinh nhật anh em Harley lần thứ 9 mà trời mưa về nè các bạn ơi. Trời mưa xối xả luôn từ 3 giờ tới giờ. Mưa quá. Mấy anh em đang chờ bớt bớt mưa chút xíu đã chuẩn bị khởi hành diễu hành khắp thành phố đó các bạn. Các bạn cùng xem vlog cùng Mạnh Phiêu nha. Let's go, let's go. Nói chuyện để chia sẻ những cung đường đẹp, chia sẻ những khu nước ngoài, chia sẻ những dầm mưa dãi nắng, bay cờ muôn năm. Nắng mưa là chuyện của trời phải không? Chuyện của trời đúng không? Đúng rồi anh, ok, rất là chất. Cảm ơn anh đã cho những ý kiến rất là chân tình. Bây giờ còn chưa biết tay.
chase what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
30 cây số thì đoàn Harley Davidson đã về đến showroom, và tất cả các anh em các hội mô tô vùng miền đang hội tụ, đang tập trung đổ về 800 Nguyễn Văn Linh để cùng hòa chung nhịp đập chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Rồi các bạn hãy theo dõi vlog tiếp theo nhé. Get go, get go.
ngồi trên một chiếc mô tô là mình sẽ thể hiện được những cái năng lượng tích cực như là cái sự mạnh mẽ của mỗi người điều khiển một chiếc mô tô. Và có mặt ngày hôm nay khi mà tham gia cuộc thi này, khi mà với một cái vai trò là một người trọng tài, thì thấy các bạn đã thể hiện được cái độ thăng bằng ở trên chiếc mô tô. Thực sự thì chiếc mô tô rất nặng, nhưng mà để điều khiển với một cái tốc độ đi chậm thì đòi hỏi kỹ năng rất là tốt, cho nên là mọi người hôm nay làm rất tuyệt vời. Em xin được cảm ơn trọng tài, cảm ơn anh Duy Dũng và mời tiến lên sân khấu để chúng ta có thể trao giải cho những tay đua giành chiến thắng trong thử thách đầu tiên ạ. Bình thường đối với các anh em trong hội mô tô thì đua một thử thách thực sự liên quan đến kỹ thuật, khả năng thăng bằng và khả năng kết hợp cùng với người đồng đội, người đồng hành cùng với các anh là chiếc xe xứ yêu của mình nữa. Và em xin được mời hai anh về đến cuối cùng và cũng là người chiến thắng trong thử thách đầu tiên tiến lên sân khấu ạ. Thank you.
Anh Hiếu Nát đang đứng ở đâu ạ? Mày xuống đây. Là đây là signature của anh Vinh rồi. Anh Vinh quyết định là sẽ đây là dấu ấn của anh Vinh. Bây giờ thử thách
bằng mình. Dạ. À, là hai anh là một đội luôn. Bây giờ anh Long là đội bên này hay là đội với người khách quốc chung với nhau ạ? À? Cảm ơn anh Long ạ. Dạ, đứng gần các anh em nóng quá nên là bây giờ làm sao lan tỏa được sức nóng này cho mọi người ạ? À? Bây giờ chắc là em xin phép là từng anh để kêu gọi sự cổ vũ của các anh chị em ở phía dưới được không ạ? À? Dạ, vậy ai sẽ đội nhà của mình đang ngồi đâu, anh chỉ điểm giùm em với. Dạ, đội nhà đang ở đây ạ. À? Vậy ai sẽ cổ vũ cho ứng cử viên số 1 của tụi em? Cho một tràng pháo tay nữa không ạ? Có vẻ như là xa xa kia là đội nhà của ai mà chưa thấy phản hồi. Ai cổ vũ cho ứng cử viên đầu tiên ạ? À? Thank you. Tiếp theo, ai là người cổ vũ cho anh Long? Cho em xin một tràng pháo tay nữa không ạ? Ở kia có fan club của anh Long ngồi hơi xa một cái xíu nhưng vỗ tay cho anh Long một lần nữa đúng không ạ? Dạ xin chào, thank you. Anh Minh ơi, mình là đội nhà, anh Trần Minh sẽ kêu gọi sự cổ vũ cho mình đến từ khu vực nào ạ? À, xin kính chào tất cả các bạn, mình là chủ nhà, thế nên là mình nhường tất cả các phần thưởng này cho bố này. Ok. Dạ, thank you, cảm ơn anh. Và anh Công, phong cách của tụi em, ai cổ vũ cho anh Công cho em xin một tràng pháo tay nữa không ạ? Chơi xe cũng lâu năm nhưng mà thấy các anh chất quá cho nên là tôi chịu không nổi rồi. Bây giờ quyết định là anh nào cũng chiến thắng, anh nào cũng là số 1 trong tôi. Anh em có thống nhất là mỗi người đều có phần thưởng hết không ạ? Dạ, cảm ơn anh Cường rất nhiều. Và các phần quà đến từ Đồ Gia cho xe Trần Vượt Shop đúng không ạ? Xin mời chị Trần Thùy, founder của Đồ Gia cho xe Trần Vượt Shop sẽ tiến lên sân khấu cùng bên Phương trao quà cho tất cả các anh em biker đời phong cách của chúng tôi đang có mặt trên sân khấu ạ. Chắc chắn là mỗi một anh em đều là một sắc màu khác nhau và đều để lại những ấn tượng nhất định đó. Hy vọng chúng ta cùng vui, cùng chơi với nhau trong đêm nay mọi người nha.
đến cộng đồng biker thì chúng ta hay nghĩ đến những bộ outfit siêu ngầu, nhưng hôm nay ấn tượng nhất là tất cả các chị em đang duyên dáng trong những tà áo dài đầy sắc màu rực rỡ nữ tính, và cũng không kém phần ấn tượng. Xin mời các chị em mình tiến lên sân khấu ạ. Wow, một tràng pháo tay cho các bóng hồng tuyệt vời của chúng tôi được không ạ? Quá tuyệt vời, dịu dàng, thước tha và đầy màu sắc. Xin mời. Tới đây một chút. Dạ, các chị cứ bình tĩnh ạ. Tụi em có thể đợi những người đẹp thêm một tí xíu nữa. Dạ, mình có thể tiến sang bên trái hai bước để mình có được những bức hình đẹp hơn tí xíu ạ. Dạ, mình cứ bình tĩnh ạ. Quá đẹp, có quyền đúng không các anh chị? Dạ, chắc là mình sát lại gần nhau một tí xíu ạ. Khoe sự duyên dáng trong chiếc áo dài tối nay ạ. Dạ rồi, xin mời các chị em sẽ tạo dáng nha. Vẫn còn là xin mời các chị em tiến lên sân khấu. Mình vô nè. Anh là con này. Em cùng các anh em góp team là trong đội bảo vệ đoàn.
Hôm nay như trách nhiệm mọi năm, đội team có trách nhiệm cảnh báo an toàn cùng tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Em xin phép chia sẻ, chúng ta có 12 anh bảo vệ bố trí ở tất cả các khu rồi. Tuy nhiên, để cho được an toàn nhất thì em xin phép chia sẻ là đằng sau, đằng trước và ở giữa đều có bình cứu hỏa. Dù hôm nay trời mưa tầm tã nhưng mà cái gì an toàn phải là trên hết. Thứ nhất, thứ hai là em xin phép chia sẻ cái này nó hơi tế nhị chút xíu. Các anh chị nào hôm nay đi mô tô, xe hơi mà có uống bia hơi nhiều, mình có thể để xe gửi xe tại điêu lờ và mình đón rác. Anh em ơi, đảm bảo được cái an toàn của mình. Phong công ạ. Anh em Bắc Ninh ha, 1, 2, 3. Cảm ơn các chị. Xin chào tất cả các anh chị em đang đến với buổi đi sinh nhật lần thứ 9 của câu lạc bộ mô tô HD Sài Gòn. Cho chúng ta một tràng pháo tay vì sự tuyệt vời của đêm nay được không ạ? Đây mình vô cái chứ đi Quảng Ninh phải không? Thấy là cổ tay. Đi Quảng Ninh từ xa tới làm cái khí thế rồi. Thank you và xin được gửi lời chào một lần nữa tất cả các anh chị em buổi tối nay đến với công viên và rất vui đồng hành với tất cả các anh chị em trong buổi tối nay với một cột mốc 9 năm của câu lạc bộ mô tô HD Sài Gòn. Rõ ràng 9 năm là một con số không quá nhỏ nhưng cũng là một cột mốc rất đáng nhớ và đã có rất nhiều những sự kiện được diễn ra, những khoảnh khắc đáng nhớ mà tất cả các anh chị em của chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Và lúc nãy trong quá trình đội trong biểu diễn thì trên màn hình LED cũng đã phát hiện lại một vài hình ảnh, một vài khoảnh khắc kỷ niệm mà chẳng đời câu lạc bộ đã trải qua cùng với nhau, bao nhiêu vui buồn. Còn bây giờ chúng ta có mặt trong buổi tối ngày hôm nay với rất nhiều thành tựu đáng tự hào cũng như những khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ mà chúng ta đã trải qua cùng với nhau. Tuy rằng xét về tính cách, ngoại hình, xét về rất nhiều những cái điểm trong cuộc sống thì có lẽ các anh chị em của chúng ta có nhiều điểm khác biệt, nhưng chúng ta có một điểm chung lớn nhất, đó chính là tất cả chúng ta đều có một tình yêu đối với tay lái, đối với tốc độ, đối với xe và anh em Cần Thơ vô đây vô một lên bê lên bê tôi đẹp và rất ấn tượng này. Và tối nay câu lạc bộ mô tô HD Sài Gòn cũng rất tự hào khi được đón chào tất cả các em biker trên toàn quốc đã đến đây để chúc mừng cho sự kiện đầy đáng nhớ này. Một lần nữa hãy vỗ tay chúc mừng cho sinh nhật lần thứ 9 của câu lạc bộ mô tô HD thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các chị rất nhiều. Và là một câu lạc bộ mô tô thể thao được thành lập chính thức dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, xác lập một tiêu chí hoạt động lành mạnh mang tinh thần ship. Xin nhận cháu tay thật đông nhiệt đúng không ạ? Tiếp theo chúng tôi xin được dành một cháu tay để chào đón đại diện công ty Vinamilk. Quay trở lại sân khấu và làm MC cho HD Sài Gòn. Thực ra thì có lẽ Mỹ không phải là MC chuyên nghiệp như Phong Linh bên cạnh mình. Anh Phương có một lý do nho nhỏ để kêu Mỹ quay trở lại sân khấu này với một cái lý do rất là đơn giản thôi. Cái chủ đề của sinh nhật lần thứ 9 của HD Sài Gòn là đồng chất đam mê vững tình bằng hữu. Thì câu chuyện như thế này: khi mà dealer khai trương ở Việt Nam tháng 10, tháng 11 năm 2013 thì cũng thời điểm đó chúng ta đã hình thành và Mỹ ở đó
Và cái sinh nhật đầu tiên ấy, nó được tổ chức ở quận 4, ở một cái nhà kho rất là lớn ở cảng Nguyễn Tất Thành. Và hôm đó thì mình cũng rất là vinh dự được làm người dẫn chương trình rất là ngây ngô của cái buổi đầu đó. Và chúng ta khi mà nhìn đến tương lai, hôm nay là cái ngày đẹp nhất để nhìn lại những ngày đã qua. Tại sao nói đồng chất đam mê vững tình bằng hữu đi nữa, rồi thời gian qua đi những người bạn trẻ khác sẽ đến, rồi sẽ có những người rời cuộc chơi vì nhiều lý do khác nhau, có những người vẫn ở lại, nhưng mà tình bằng hữu luôn luôn ở đó. Và đó tôi nghĩ là lý do mà câu lạc bộ HD Sài Gòn đã chọn cái chủ đề này để chúng ta cùng cảm ơn nhau, chúng ta cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, tốt lành nhất cho những hành trình sắp tới mà mình sẽ đi trên những cung đường trong tương lai. Hôm nay mình gặp anh em, thời tiết không thuận lắm, nhưng tôi nghĩ bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi, còn rất là sớm. Và cuộc vui, bữa tiệc bắt đầu đúng một thời điểm của nó vào 7 giờ tối, rất là đẹp, trời quang mây tạnh. Và đây có lẽ là cái thời điểm đẹp nhất để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Và xin chào đón tất cả các anh em biker trên 30, các chị, các cô, các mẹ, các em, các cháu, tất cả mọi người về đây tại sân 800 Nguyễn Văn Linh, một cái địa điểm gần như là lịch sử đối với những người gắn bó với Harley-Davidson ngay từ ngày đầu tiên. Mãi mãi là cái nơi này sẽ ghi dấu tất cả những kỷ niệm rất đẹp của chúng ta. Xin được cảm ơn anh Mỹ rất nhiều, nhưng có một điều Phong Linh không đồng ý với anh Mỹ. Anh Mỹ nói là 9 năm trôi qua có một vài anh em có cái sự thay đổi về tuổi tác, rồi mình không còn trẻ nữa, nhưng buổi tối ngày hôm nay em thấy sự thanh xuân ở phía dưới sân khấu. Tất cả các anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay là còn thanh xuân, còn sức trẻ và mong muốn được chinh phục, có đúng không ạ? Wow, đây là sự đồng ý đến từ ban tổ chức, phải không ạ? Dạ, và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với nhau trong thời gian sắp tới. Còn ngay bây giờ, rất tự hào, Phong Linh xin được mời anh Mỹ sẽ giới thiệu và mời các anh trong ban chủ nhiệm sẽ tiến lên sân khấu cùng với chúng ta trong khoảnh khắc này ạ. Xin mời ạ. Xin mời các đại ca, xin mời các anh, những gương mặt cực kỳ thân quen. Đầu tiên là anh Nguyễn Thành Phương, chủ tịch câu lạc bộ mô tô thể thao HD Sài Gòn. Xin mời anh Phương. Tiếp theo một đại ca khác như là anh Phạm Minh Huy, đó chủ tịch Minh Huy ạ. Và tiếp theo nữa là anh Ngô Xuân Huy, thư ký câu lạc bộ mô tô thể thao HD Sài Gòn. Phương đây rồi. Anh Huy ơi, tên lóng của anh Huy là anh Phương Vinamilk đã đứng đây rồi. Anh Huy Giao ơi, và Huy tổng thư ký gọi là Huy Ngô, em đang gọi Huy Ngô ơi. Những người anh em gắn bó với nhau trong rất nhiều năm, và xin mời lại cho anh Phương. Tôi xin mời các trưởng ban, trong ban điều hành, xin mời trưởng ban truyền thông ông Triển, Trần Minh Triển. Xin mời trưởng ban sự vụ anh Lâm trợ cũ ATVT. Hello Captain Tony ATVT đâu, Quốc Nguyên đâu. Xe đạp và mô tô thể thao Việt Nam và toàn bộ anh em biker đến từ các miền trên tổ quốc có mặt ngày hôm nay. Mặc dù thật sự thời tiết như thế này cũng là một cái trải nghiệm của anh em chúng ta, mặc dù chúng ta chơi
nhưng mà cũng giống như đi phượt, cũng giống như trải nghiệm lúc mưa, lúc nắng. Thật sự chỉ có những cái anh em cùng cái máu đam mê cho nên là mới chịu đựng và ngồi ở đây tới giờ phút này. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin cảm ơn các vị lãnh đạo đã quý mến và ủng hộ câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh và có những cái buổi tiệc và ngồi ở đây cùng chung vui với anh em của chúng tôi, đại diện cho ban điều hành, ban chủ nhiệm, chúng tôi thành thật cảm ơn các anh em rất nhiều. Và cũng không quên cảm ơn các anh em Việt Kiều từ ở hải ngoại cũng về đây chung vui cùng chúng tôi. Thì cũng mong rằng các anh em cũng hết sức là quý mến câu lạc bộ. Có những chuyện không muốn do thời tiết cho nên là các anh em đây cũng là một cái trải nghiệm. Thì một lần nữa xin đại diện ban chủ nhiệm, chúng tôi có một cái báo cáo những cái hoạt động năm vừa qua và những cái phương hướng hoạt động trong cái năm tới. Xin mời anh Triển. Dạ, xin được cảm ơn anh Vương và em xin mời anh Trần Minh Triển ạ. Anh Trần Minh ạ, mời anh. Kính thưa ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn mô tô xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các quý vị lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Kính thưa các anh em biker trên cả nước. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý. Thay mặt ban chủ nhiệm, anh em thành viên câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh, số 800 Nguyễn Văn Linh, quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm ngày thành lập, tháng 11 năm 2013, tháng 11 năm 2022. Chúng tôi rất vinh dự được chào đón các lãnh đạo Liên đoàn mô tô xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành, các vị khách quý và các anh em biker, các câu lạc bộ xe phân khối lớn từ các quận huyện, từ các tỉnh thành khắp mọi miền tổ quốc về tham dự. Lời đầu tiên tôi xin phép thay mặt những ô xin phục vụ hỗ trợ cho công tác mô tô của thành phố Hồ Chí Minh và trân trọng cảm ơn câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 đã tổ chức một lễ hội mô tô có thể nói lớn nhất từ sau dịch đến nay. Đây là cái dịp mà chúng ta họp mặt những con người, những anh chị em đam mê yêu thích về mô tô phân khối lớn. Có lẽ hôm nay ông trời cảm động quá, cảm động cái việc chuẩn bị về thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt hơn là cảm động cái sự ưu ái, cái sự thân tình mà chỉ có những người biker mới có của tất cả anh em biker trên toàn thực mọi miền đất nước có mặt ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin thay mặt những người làm công tác hỗ trợ phục vụ cho phong trào mô tô tại thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng và chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các bạn ngày hôm nay. Vô 1, 2, 3 đi em ơi. Đứng rồi. 1, 2, 3. Vô bây giờ 1, 2, 3. Vô đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình nhé. Cảm ơn.